Đấy, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập một số kiến thức trong chương 1 đại số 9 nhằm chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra định kỳ học kỳ 1 sắp tới. Rồi, ở chương 1 của đại số 9 thì chúng ta học về căn bậc 2. Đây, chúng ta có định nghĩa như sau. Căn bậc 2 của một số A không âm là số x sao cho x bình bằng A. Số dương A có đúng hai căn bậc 2 là hai số đối nhau. Số dương ký hiệu là căn A và số âm ký hiệu là trừ căn A. Số 0 có đúng một căn bậc 2 là chính số 0. Do đó ta viết căn bậc 2 của 0 bằng 0. Rồi chúng ta có các ví dụ như sau. Với A bằng 9 thì A sẽ có hai căn bậc 2, đó là căn 9 bằng 3 và trừ căn 9 bằng trừ 3. Rồi khi A bằng 4 phần 9 thì A sẽ có hai căn bậc 2, đó là căn bậc 2 của 4 phần 9 bằng 2 phần 3 và trừ căn bậc 2 của 4 phần 9 bằng trừ 2 phần 3. Rồi khi A bằng 0,25 thì A có hai căn bậc 2, đó là căn bậc 2 của 0,25 bằng 0,5 và trừ căn bậc 2 của 0,25 bằng trừ 0,5. Rồi khi A bằng 2 thì A sẽ có hai căn bậc 2, đó là căn bậc 2 của 2 và trừ căn bậc 2 của 2. Và do đây là hai số vô tỉ, do đó chúng ta dùng ký hiệu căn bậc 2 của 2 và trừ căn bậc 2 của 2 để chúng ta ghi lại kết quả. Còn không thì không có một căn bậc 2 chính là nó, đúng không? Đó là không. Rồi ngoài ra chúng ta còn áp dụng cái định nghĩa này vào việc giải phương trình. Chẳng hạn như chúng ta giải phương trình câu A x bình bằng 121 thì theo định nghĩa về căn bậc 2 chúng ta nhận ra ngay x chính là căn bậc 2 của 121. Do đó x sẽ có hai giá trị là cộng trừ căn bậc 2 của 121 và chúng ta tính ra được đó là x bằng cộng trừ 11. Do đó tập nghiệm của phương trình này sẽ có hai nghiệm là 11 và trừ 11. Và tiếp tục chúng ta có câu B, giải phương trình x bình bằng 123. Thì theo định nghĩa của căn bậc 2 chúng ta xác nhận ngay x chính là căn bậc 2 của 123. Do đó x sẽ nhận hai giá trị đó là cộng trừ căn 123 và nếu tính ra thì nó sẽ là bốn số vô tỉ. Do đó chúng ta sẽ dùng ký hiệu là cộng trừ căn 123 để chúng ta ghi lại kết quả này. Và từ đó dẫn đến là tập nghiệm của phương trình này sẽ có hai nghiệm là căn 123 và trừ căn 123. Tiếp đến thì chúng ta học về căn bậc 2 số học. Chúng ta có định nghĩa với số dương A thì số căn bậc 2 của A được gọi là căn bậc 2 số học của A và số 0 cũng được gọi là căn bậc 2 số học của số 0 luôn. Do đó chúng ta có các ví dụ sau đây. Nếu A bằng 9 thì căn bậc 2 số học của 9 là 3. Rồi nếu A bằng 4 phần 9 thì căn bậc 2 số học của 4 phần 9 chính là căn bậc 2 của 4 phần 9 bằng 2 phần 3. Rồi nếu A bằng 0,25 thì căn bậc 2 số học của A chính là căn bậc 2 của 0,25 bằng 0,5. Rồi nếu A bằng 2 thì căn bậc 2 số học của A chính là căn bậc 2 của 2. Và nếu A bằng 0 thì căn bậc 2 số học của A chính là số 0. Và từ đây chúng ta có một cái định lý. Rồi với hai số A và B không âm ta có A nhỏ hơn B tương đương với căn bậc 2 số học của A nhỏ hơn căn bậc 2 số học của B. Và chúng ta áp dụng điều này để từ đó chúng ta vào bài toán so sánh. Chẳng hạn so sánh 4 và căn bậc 2 số học của 15. Thì như chúng ta đã biết, 4 chính là căn bậc 2 số học của 16 và 16 thì lớn hơn 15. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng suy ra căn bậc 2 số học của 16 sẽ lớn hơn căn bậc 2 số học của 15 và từ đó dẫn đến 4 lớn hơn căn bậc 2 số học của 15. Đây và sau đó chúng ta mở rộng ra khi A của mình là một biểu thức đại số thì chúng ta sẽ có căn thức bậc 2 của A. Thì lúc đó cái biểu thức A người ta sẽ gọi là biểu thức lấy căn hay là biểu thức dưới dấu căn. Và chúng ta đã học một điều là căn thức bậc 2 của A xác định hay có nghĩa khi biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn chính là A phải lấy giá trị không âm. Do đó chúng ta có bài tập đơn giản sau đây. Với giá trị nào của x thì căn thức bậc 2 của 5 trừ 2x xác định. Thì chúng ta dễ dàng làm được là
Căn thức bậc 2 của 5 trừ 2x xác định khi biểu thức 5 trừ 2x của mình nhận giá trị không âm. Và từ đó chúng ta tiến hành giải cái bất phương trình này, chúng ta có kết quả là x nhỏ hơn hoặc bằng 2,5. Rồi, trong chương 1 đại số 9 thì chúng ta có các bài toán liên quan tới các công thức biến đổi căn thức. Đó là những công thức nào? Thứ nhất là hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Rồi, thứ hai là liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Thứ ba là liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Thứ tư là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Thứ năm là đưa thừa số vào trong dấu căn. Thứ sáu là khử mẫu của biểu thức lấy căn. Và thứ bảy là trục căn thức ở mẫu. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào các bài tập như sau. Chẳng hạn bài 1 tính thì có 4 bài để áp dụng các công thức biến đổi căn thức. Rồi chúng ta vào câu A. Rồi câu A, tính căn bậc 2 của 8 trừ 3 căn bậc 2 của 18 cộng 4 căn bậc 2 của 32 và trừ 2 căn bậc 2 của 50. Đây là dạng toán mà chúng ta sẽ áp dụng việc là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Được chưa? Thì muốn đưa một thừa số ra ngoài dấu căn, chúng ta sẽ áp dụng công thức là căn A bình B thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A căn B với điều kiện B lớn bằng 0. Thì ở đây để đưa thừa số ra ngoài cái dấu căn thì chúng ta sẽ biến đổi 8 thành 2 bình nhân 2, 18 thành 3 bình nhân 2, 32 thành 4 bình nhân 2 và 50 thành 5 bình nhân 2. Để từ đó chúng ta áp dụng công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có các kết quả như sau. Rồi, vậy là căn bậc 2 của A bình B nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A căn B và nó sẽ chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất nó sẽ bằng A căn B nếu A lớn bằng 0 và trường hợp thứ hai nó sẽ bằng trừ A căn B nếu như A nhỏ hơn 0. Thì ở đây chúng ta thấy A của mình là 2, 3, 4, 5 lớn hơn 0, đúng không nào? Vậy đó chúng ta dễ dàng đưa ra thành là 2 căn 2, rồi 3 căn 2 nhân với 3 nữa thành là 9 căn 2, rồi 4 căn 2 nhân với 4 nữa thành 16 căn 2 và 5 căn 2 nhân với 2 thành 10 căn 2. Và từ đó chúng ta thực hiện phép tính, chúng ta thực hiện phép cộng trừ các căn thức đồng dạng này lại, chúng ta có kết quả là trừ căn 2. Rồi đó là câu A, chúng ta đã áp dụng công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Rồi bây giờ chúng ta qua câu B. Thì câu B này nó liên hệ mật thiết với các hàng đẳng thức số 1, số 2 mà chúng ta đã học ở lớp 8. Tức là nếu chúng ta có A cộng hoặc trừ B tất cả bình thì chúng ta ghi lại kết quả thành là A bình cộng B bình cộng trừ 2AB. Thì lên lớp 9 chúng ta khó hơn chút xíu. Thay vì biểu thức A đơn giản thì chúng ta chuyển qua thành là căn bậc 2 của A. Biểu thức B thì chúng ta chuyển qua căn bậc 2 của B. Và từ đó chúng ta đưa đến cái hàng đẳng thức số 1 và số 2 áp dụng vào lớp 9 của mình sẽ là căn A cộng hoặc trừ căn B tất cả bình thì bằng là A cộng B cộng hoặc trừ 2 căn AB. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ áp dụng vậy chúng ta có căn 6 cộng căn 5 tất cả bình trừ cho 10 căn 6 phần 5. Thì ở đây là cái nhóm thứ nhất chúng ta sẽ áp dụng hàng đẳng thức số 1. Còn nhóm thứ hai thì chúng ta sẽ áp dụng là khử mẫu của biểu thức lấy căn. Khử mẫu biểu thức lấy căn thì chúng ta có ở đây. Căn của A phần B thì sẽ bằng là 1 trên giá trị tuyệt đối của B nhân với căn AB. Với điều kiện là A nhân B phải lớn bằng 0 và B khác 0. Thì nói đơn giản là chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu. Được chưa? Tử và mẫu của nó với cùng mẫu, chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 5. Không nè, vậy từ đó chúng ta dễ dàng có kết quả như sau. Đây, kỹ nhất thứ nhất chúng ta sẽ biến đổi thành là 6 cộng 5 cộng với 2 căn 6 nhân 5. Đây, cái nhóm thứ hai thì chúng ta khử mẫu biểu thức lấy căn, chúng ta có kết quả là 10 nhân với căn của 30 phần 5. Được chưa? Và từ đó chúng ta tiến hành thu gọn lại. Rồi, 6 cộng 5 là 11, căn của 6 nhân 5 là căn 30. Rồi, 10 nhân với căn 30 phần 5 chúng ta rút gọn thành là 2 căn 30. Và từ đó chúng ta thực hiện phép tính và kết quả bài này sẽ là 11. Rồi, chúng ta qua câu C.
À, câu C, đây là bài chúng ta sẽ áp dụng cái hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Được chưa? Thì chúng ta dễ dàng đưa ra được là căn bậc 2 của căn 2 cộng 1 tất cả bình bằng giá trị tuyệt đối của căn 2 cộng 1. À, còn cái thằng 6 trừ 4 căn 2 này chúng ta sẽ đưa về hàng thức số 2. Đó là căn bậc 2 của căn 4 trừ căn 2 tất cả bình. Để từ đó chúng ta quay về áp dụng được cái hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. À, vậy ở đây chúng ta đưa thành là giá trị tuyệt đối của căn 2 cộng 1 cộng với giá trị tuyệt đối của 2 trừ căn 2. Và tiến hành phá dấu giá tuyệt đối này, chúng ta có kết quả là căn 2 cộng 1 cộng với 2 trừ căn 2. Và thực hiện phép tính, chúng ta có kết quả bài này là 3. Rồi, bây giờ qua câu D. À, câu D thì chúng ta thấy có 3 nhóm. Thì nhóm thứ nhất chúng ta dễ dàng nhận ra đó là bài toán liên quan tới trục căn thức ở mẫu. Được chưa? Và trục căn thức này chúng ta sẽ nhân với lượng liên hợp để nó đưa về hàng đẳng thức A bình trừ B bình. Rồi, qua cái nhóm thứ hai là chúng ta dễ dàng nhận biết đó là khử mẫu của biểu thức lấy căn. Và chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu cho 2. Rồi, qua biểu thức thứ ba thì chúng ta thấy ở đây nó cũng có chứa cái mẫu dưới căn, cái căn ở dưới mẫu. Do đó chúng ta sẽ thực hiện là trục căn thức ở mẫu, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không nhân lượng liên hợp mà chúng ta sẽ tiến hành rút gọn, giống như rút gọn phân thức chúng ta đã học ở dưới lớp 8. Thì chúng ta quan sát 5 căn 2 có nghĩa là căn 50, đúng không nào? Mà căn 50 và căn 10 là sẽ có nhân tử chung là căn 10. Được chưa? Vậy từ đó chúng ta sẽ tiến hành biến đổi câu D như sau. Rồi, đối với nhóm thứ nhất chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu cho lượng liên hợp là 4 cộng căn 10. Thì mẫu nó trở thành là 16 trừ 10. Rồi, nhóm thứ hai chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của biểu thức lấy căn với 2. Thì chúng ta sẽ có kết quả là 6 căn 10 trên 2. Rồi, nhóm thứ ba thì chúng ta sẽ tiến hành đặt thừa số chung ở trên tử, đó là căn 10. Thì chúng ta còn lại là căn 5 cộng 1. Được chưa? Và tiến hành rút gọn. Rồi, nhóm thứ nhất, 12 và 4, 12 và 6 chúng ta rút gọn được, do đó nó còn lại là 2 nhân với 4 cộng với căn 10. Rồi, nhóm thứ hai chúng ta sẽ rút gọn 6 và 2 thì chúng ta còn lại là 3 căn 10. Và nhóm thứ ba chúng ta rút gọn căn 5 cộng 1 chúng ta còn lại căn 10. Rồi, tiến hành phép nhân. Được chưa? Và sau đó chúng ta thực hiện phép tính. Chúng ta có kết quả là 8. Rồi, qua phần tiếp theo là chúng ta sẽ áp dụng về giải phương trình. À, thì chúng ta có giải phương trình chứa căn thức. À, đây là các công thức liên quan tới giải phương trình chứa căn thức. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện giải phương trình chứa căn thức ha. Chẳng hạn như ở câu A. Rồi, câu A thì chúng ta sẽ liên quan tới cái giải phương trình chứa căn thức dạng nào nè. Thì dễ dàng nhận xét đó là dạng căn A bằng B. Rồi, căn A bằng B thì tương đương với B lớn bằng 0 và A bằng B bình. Được chưa? Thì ở đây chúng ta dễ dàng nhận ra A của mình chính là 2x cộng 1 và B của mình chính là 3. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng áp dụng công thức. Vậy nó sẽ tương đương với 3 lớn bằng 0. Thì điều này là luôn đúng. Và 2x cộng 1 sẽ bằng 3 bình. Được chưa? Và từ đó dễ dàng chúng ta đưa đến cái phương trình đơn giản đó là 2x cộng 1 bằng 9. Và tiến hành giải phương trình này, chúng ta tương đương với 2x bằng 8 và từ đó tương đương với x bằng 4. Vậy phương trình ở câu A này có một nghiệm là 4. Rồi, thì ở câu A nó quá dễ dàng đúng không? À, bây giờ người ta sẽ làm khó mình. Người ta cho nhiều căn thức bậc 2 xuất hiện trong đó. Được chưa? À, thì giờ chúng ta sẽ biến đổi để nó đưa về đúng dạng là căn A bằng B một cách rất là đơn giản. Thì chúng ta quan sát 27x trừ 18 có nhân tử chung là 9. Chúng ta đặt 9 ra. Vậy còn lại là 9 nhân với 3x trừ 2. Rồi, qua cái căn thức thứ hai thì chúng ta nhận xét 12 và 8 có nhân tử chung là 4. Vậy chúng ta đặt 4 ra. Vậy chúng ta có là 4 nhân với 3x trừ 2. Đây, chúng ta áp dụng đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Rồi, chúng ta đưa 9 ra ngoài thành 3. Rồi, 4 đưa ra ngoài thành 2. 2 nhân với 1 phần 2 thành 1. Vậy từ đó chúng ta biến đổi thành tương đương là 3 căn 3x trừ 2 trừ cho
căn của 3x-2 bằng 6 và tiến hành phép tính, chúng ta thu gọn lại thành là 2 căn 3x-2 bằng 6 và từ đó dễ dàng tìm được căn 3x-2 bằng 3 và từ đó đưa về dạng căn A bằng B với A là 3x-2 và B là 3. Từ đó chúng ta áp dụng công thức thì là 3 lớn bằng 0 thì điều này luôn đúng và 3x-2 bằng 3 bình. Đây, tiến hành giải chúng ta sẽ tìm được nghiệm là x bằng 11/3. Rồi, đó là hai câu để chúng ta áp dụng được cái công thức căn A bằng B thì tương đương với B lớn bằng 0 và A bằng B bình. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu C. Nhìn câu C này chúng ta thấy cũng có thể áp dụng được cái công thức căn A bằng B đúng không nào? Được chưa? Với A của mình là 3x cộng 2 cả bình và B của mình bằng 6. Rồi, chúng ta tiến hành giải giống như hai câu ở trên. Nhưng ở đây đặc biệt chúng ta quan sát. Ở đây chúng ta có thể áp dụng được công thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Do đó chúng ta qua một bước biến đổi trung gian như sau. Vậy là chúng ta đưa về tương đương với giá trị tuyệt đối của 3x cộng 2 bằng 6. Và từ đó chúng ta có cái công thức giá trị tuyệt đối của A bằng B. Được chưa? Nếu giá trị tuyệt đối của A bằng B thì B sẽ lớn bằng 0. Và A bằng B hay A bằng trừ B, đây là điều chúng ta đã học ở lớp 8. Vậy chúng ta tiến hành giải theo cái công thức giá trị tuyệt đối của A bằng B. Thì ở đây A của mình sẽ là 3x cộng 2 và B của mình bằng 6. Vậy dễ dàng áp dụng công thức, chúng ta lắp vào 6 lớn bằng 0 thì điều này luôn đúng. Và 3x cộng 2 bằng 6 hay 3x cộng 2 bằng trừ 6. Và chúng ta tiến hành giải được x bằng 4/3 hay x bằng trừ 8/3. Và dẫn đến phương trình này sẽ có hai nghiệm là 4/3 và 8/3. Rồi qua câu D cũng là một thử thách nữa. Nó không cho chúng ta cái dạng có sẵn mà chúng ta phải qua một số bước biến đổi. Thì dễ dàng nhận thấy 49 chúng ta có thể áp dụng đưa thừa số ra ngoài dấu căn thành 7. Còn x bình trừ 8x cộng 16 chúng ta có thể áp dụng hàng đẳng thức số 2 đưa về thành là x trừ 4 tất cả bình. Và kế tiếp là chúng ta sẽ chuyển vế trừ 21 từ vế trái qua vế phải thành là 21. Rồi tiến hành biến đổi thì chúng ta sẽ đưa vực về dưới dạng là giá trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng 3. Thì con số 3 này nó từ 21 chia 7. Còn giá trị tuyệt đối của x trừ 4 này là do chúng ta áp dụng hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Vậy từ đó nó về đúng dưới dạng là giá trị tuyệt đối của A bằng B. Và chúng ta tiến hành áp dụng công thức như là 3 lớn bằng 0 thì điều này luôn đúng. Và điều thứ hai là x trừ 4 bằng 3 hay x trừ 4 bằng trừ 3. Và dễ dàng tìm được hai giá trị đó là x bằng 7 hay x bằng 1. Và từ đó chúng ta kết luận, vậy tập nghiệm này sẽ có hai nghiệm đó là 7 và 1. Chúng ta qua bài tập thứ 3, đó là rút gọn biểu thức và giả sử các biểu thức ở đây đều có nghĩa. Rồi, chúng ta có 4 bài hiện như trên màn hình, chúng ta tiến hành giải câu A. Câu A là tổng của 5 và x trừ 3 căn x trên căn x trừ 3 nhân với tổng của 5 và 4x trừ căn x trên 1 trừ 4 căn x. Rồi ở đây chúng ta quan sát thấy xuất hiện là x và căn x. Thì chúng ta thấy nếu với x lớn bằng 0 thì chúng ta đã học rồi, bình phương căn x sẽ bằng x. Vậy chúng ta sẽ dựa vào đó để giải bài này. Thì dễ dàng chúng ta thấy nếu x là bằng bình phương của căn x thì ở thằng x trừ 3 căn x nó sẽ xuất hiện nhân tử chung là căn x. Vậy chúng ta đặt căn x ra. Được chưa? Vậy trên tử sẽ trở thành là căn x trừ 3 và một lát chúng ta sẽ rút gọn được với mẫu. Rồi đối với nhóm thứ hai thì chúng ta thấy x và căn x thì lại có nhân tử chung là căn x. Vậy chúng ta đặt căn x ra thì nó sẽ còn lại là 4 căn x trừ 1. Không nè? Rồi vậy chúng ta tiến hành biến đổi thêm một chút xíu nữa. Thì chúng ta quan sát ở nhóm thứ hai 4 căn x trừ 1 mà ở dưới mẫu là 1 trừ 4 căn x. Vậy chúng ta sẽ tiến hành đổi dấu phân thức. Đổi dấu đứng trước phân thức thì chúng ta có quyền đổi dấu tử. Vậy là 4 căn x trừ 1 chúng ta đổi thành là 1 trừ 4 căn x. Để như đó dễ dàng chúng ta tiến hành rút gọn. Đây, đối với nhóm thứ nhất chúng ta sẽ rút gọn căn x trừ 3 của tử và mẫu.
Vậy nhóm thứ nhất sẽ còn là 5 cộng căn x. Đối với nhóm thứ hai thì chúng ta sẽ rút gọn 1 trừ 4 căn x, vậy chúng ta còn lại là 5 trừ căn x. À, thì ở đây có phải là hàng đẳng thức số 3 mà chúng ta đã học ở dưới lớp 8 nè, đó là hiệu của hai bình phương. Thì ở đây chúng ta có a cộng b nhân a trừ b, thì chúng ta có thể ghi lại thành là a bình trừ b bình. Vậy ở đây xác định a của mình là 5, b của mình là căn x, vậy khi thành là a bình trừ b bình có nghĩa là 5 bình là 25 và bình phương của căn x chính là x. Vậy chúng ta có kết quả của câu a là 25 trừ x. Và ở đây chúng ta nhấn mạnh một điều, đó là chúng ta nhớ bình phương của căn x sẽ bằng x khi x là một số không âm. Rồi chúng ta tiến hành vào câu b. Câu b thì chúng ta lại liên tưởng tới cái hàng đẳng thức số 1 và số 2 của lớp 8, đó là bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu, được chưa? Và một bài tập quen thuộc là tổng hay hiệu của x căn y, y căn x thì sẽ phân tích ra thức thành nhân tử bằng cách là đặt nhân tử chung là căn x y. Rồi và áp dụng hai cái điều này vào bài giải chúng ta sẽ có như sau. Rồi đối với cái nhóm thứ nhất thì chúng ta áp dụng hàng đẳng thức số 2, chúng ta khai triển ra thành là x cộng y trừ 2 căn x y cộng với 4 căn x y trên căn x cộng căn y. Rồi đối với cái nhóm thứ hai thì chúng ta sẽ đặt nhân tử chung là căn x y. Vậy chúng ta sẽ có là căn x y nhân với căn x trừ căn y trên căn x y. Rồi đối với nhóm thứ nhất chúng ta tiến hành thu gọn tử lại thì nó còn là x cộng y cộng 2 căn x y, và chúng ta thấy xuất hiện nhân tử chính là hàng đẳng thức số 1. Rồi đối với nhóm thứ hai thì chúng ta sẽ tiến hành làm gì đây? Chúng ta sẽ tiến hành rút gọn căn x y của tử và mẫu, chúng ta còn lại là căn x trừ căn y của nhóm thứ hai. Rồi như hồi nãy chúng ta đã phát hiện cái nhóm thứ nhất trên tử đó là hàng đẳng thức số 1, do đó chúng ta thu gọn lại thành là căn x cộng căn y tất cả bên trên căn x cộng căn y, còn nhóm thứ hai vẫn là hiệu của căn x và căn y. Rồi tiến hành rút gọn nhóm thứ nhất chúng ta còn lại là căn x cộng căn y, còn nhóm thứ hai chúng ta tiến hành phá ngoặc, trước dấu ngoặc là dấu trừ nên chúng ta đổi dấu thành là trừ căn x cộng căn y và thực hiện phép tính, kết quả sẽ là 2 căn y. Vậy là ở câu b chúng ta lại một lần nữa nhấn mạnh về hàng đẳng thức số 1 và hàng đẳng thức số 2, và qua đó nhắc lại cái điều quen thuộc là x căn y, y căn x sẽ có nhân tử chung là căn x y. Rồi chúng ta qua câu c. Câu C cũng là một điều áp dụng của x chính là bình phương của căn x. Được chưa? Thì do x là bình phương căn x, do đó chúng ta có thể ghi thành là bình phương căn x nhân căn x thành là lập phương căn x. Được chưa? Và một chúng ta tiến hành là một lập. Đây, còn ở dưới mẫu chúng ta tiến hành đặt thừa số chung là căn x. Vậy còn lại là căn x nhân với căn x trừ 1. Tương tự như vậy, nhóm thứ hai chúng ta cũng đưa được về dạng là lập phương của căn x cộng với lập phương của 1, và dưới mẫu là căn x nhân với căn x cộng 1. Rồi thì ở trên tử của hai nhóm chúng ta thấy xuất hiện hàng đẳng thức a lập trừ b lập hoặc là a lập cộng b lập, chính là hàng đẳng thức số 6 và số 7 chúng ta đã học ở lớp 8. Được chưa? Vậy áp dụng hàng đẳng thức số 6 và số 7, chúng ta ở lớp 8 chúng ta khai triển hai cái tử trong bài này. Rồi, đối với cái tử thứ nhất thì chúng ta đưa về thì là căn x trừ 1 nhân với x cộng căn x cộng 1. Và đối với cái tử thứ hai chúng ta sẽ đưa về căn x cộng 1 nhân với x trừ căn x cộng 1 và tiến hành rút gọn. Chúng ta sẽ có kết quả. Đối với cái nhóm thứ nhất chúng ta rút gọn căn x trừ 1 thì còn lại là x cộng căn x cộng 1 trên căn x. Còn đối với nhóm thứ hai thì chúng ta tiến hành rút gọn căn x cộng 1, chúng ta còn lại kết quả là x trừ căn x cộng 1. Và hai cái phương thức này nó lại có cùng mẫu, do đó chúng ta giữ nguyên mẫu, chúng ta cộng trừ tử với nhau, được chưa? Thì kết quả sẽ là 2 căn x trên x, và tiến hành rút gọn chúng ta có kết quả là 2. Vậy là ở câu C này chúng ta nhớ một điều, x căn x chúng ta có thể biến đổi về thành là lập phương căn x. Rồi chúng ta qua câu D. Câu D thì đây cũng là một dạng toán mà chúng ta đã thường gặp ở dưới lớp 8, là
cộng trừ nhân chia các phân thức đúng nè. Thì đối với nhóm thứ nhất nó chẳng qua là phép toán trừ đúng nè, mà muốn trừ được thì chúng ta phải có cùng mẫu, và chúng ta tiến hành quy đồng mẫu của nhóm thứ nhất. Cũng như vậy là ở nhóm thứ hai, thì ở nhóm thứ nhất chúng ta sẽ có mẫu thức chung sẽ là căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2 và tiến hành quy đồng. Vậy nhóm thứ nhất chúng ta sẽ trở thành là căn x trừ 2 tất cả bình trừ cho căn x cộng 2 tất cả bình, tất cả trên căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2. Còn nhóm thứ hai thì nhân mẫu thức chung nó sẽ là căn x. Vậy đối với nhóm thứ hai chúng ta quy đồng sẽ có kết quả là x trừ 4 trên căn x. Đây, tiến hành khai triển cái nhóm thứ nhất ra thì chúng ta có kết quả là x cộng 4 trừ 4 căn x. Được chưa? Và x trừ 4 trừ 4 căn x nữa. Là nhóm thứ hai, chúng ta thấy x trừ 4 mà x là bình phương căn x, 4 có nghĩa là hai bình, thì chúng ta đưa về hàng đẳng thức số 3, nó thành là căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2, và tiến hành thu gọn các tử thì chúng ta còn lại kết quả là trừ 8 căn x trên căn x, và rút gọn chúng ta có kết quả là trừ 8. Rồi, vậy là thầy và các em đã ôn lại các kiến thức cơ bản trong chương 1 đại số 9, đó là căn bậc 2. Thì nó có các điều, thứ nhất là căn bậc 2 nè, thứ hai là căn bậc 2 số học nè, thứ ba là định lý so sánh căn bậc 2 số học nè, thứ tư là căn thức bậc 2 nè, và quan trọng nhất là căn thức bậc 2 xác định hay có nghĩa khi biểu thức lấy căn, lấy giá trị không âm. Và sau đó là các công thức biến đổi căn thức và các dạng phương trình chứa căn thức. Thì các em cố gắng ghi nhớ ha những điều cơ bản này để chúng ta thực hiện làm bài cho nó tốt. Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học trong chương 2 đại số 9 nhằm bổ sung những kiến thức chúng ta đã học ở trong học kỳ 1, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Rồi, nội dung ôn tập chúng ta hôm nay xoay quanh cái chương 2, đó là hàm số bậc nhất. Thì chúng ta đã học rồi, hàm số bậc nhất có dạng x bằng ax cộng b với a khác 0. Và chúng ta đã đưa đến những cái tên gọi quen thuộc, đó là a là hệ số gốc của đường thẳng và b người ta gọi là đùng đầu gốc. Thì hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b với a khác 0 xác định với mọi x thuộc r, và nó đồng biến trên r khi a lớn hơn 0 và nó nghịch biến trên r khi a nhỏ hơn 0. Về đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b với a khác 0 thì nó là một đường thẳng. Thì đường thẳng này có đặc điểm gì? Nó sẽ song song với đường thẳng y bằng ax và các trục trung tại điểm có trung độ bằng b nếu b khác 0. Và nó sẽ trùng với đường thẳng y bằng ax nếu như b bằng 0. Ngoài ra, đường thẳng y bằng ax cộng b nó còn tạo với trục vành một góc, và ta gọi đó là góc tạo bởi đường thẳng y bằng ax cộng b với trục vành nô x. Thì góc đó là góc xat. Trong đó a là giao điểm của đường thẳng y bằng x cộng b với trục vành, và t là một điểm nằm trên đường thẳng, và t đó có đặc điểm là phải có trung độ dương. Rồi, ngoài ra khi hệ số a bằng nhau thì góc tạo bởi các đường thẳng y bằng x cộng b với trục vành ox sẽ là những góc bằng nhau, vì khi đó chúng song song với nhau như chúng ta đã học. Rồi, thì chúng ta đưa đến một cái nhận xét quan trọng là khi a nhỏ hơn 0 thì các góc đều là góc tù, và a càng lớn thì góc càng lớn. Rồi, còn khi a lớn hơn 0 thì các góc đều là góc nhọn, và a càng lớn và góc cũng càng lớn. Rồi, thêm vào đó là chúng ta xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đường thẳng D xác định bởi công thức y bằng ax cộng b, và đường thẳng D phải xác định bởi công thức y bằng a phải x cộng b phải. Thì hai đường thẳng này nó sẽ song với nhau nếu như hệ số a bằng nhau và hệ số b thì khác nhau.
Hai đường thẳng này nó sẽ trùng nhau nếu như a hệ số a bằng nhau và hệ số b cũng bằng nhau luôn. Rồi, trường hợp thứ ba là hai đường thẳng này nó sẽ cắt nhau nếu như hệ số a khác nhau. Nhưng trong trường hợp đặc biệt, nếu hệ số a khác nhau nhưng mà hệ số b bằng nhau, thì hai đường thẳng này nó sẽ cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. Đây, đó là toàn bộ kiến thức chúng ta học về hàm số bậc nhất trong chương 2 đại số 9. Thì hôm nay chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức này vào việc giải một số bài tập ôn. Rồi, chúng ta vào bài tập thứ nhất. Cho đường thẳng D là đồ thị của hàm số y bằng 2x cộng 5. Câu A, vẽ D và cho biết hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên R. Câu B, điểm nào sau đây thuộc đường thẳng D? Điểm M có tọa độ 1 phần 2, 6. Điểm N có tọa độ trừ 2, 3. Vì sao? Câu C, gọi AB lần lượt là giao điểm của đường thẳng D với hai trục OX, OY. Tìm tọa độ của điểm A, điểm B, độ dài đoạn thẳng AB và diện tích của tam giác AOB. Cho biết đơn vị trên hai trục tính bằng cm. Và sau đó chúng ta tính số đo của góc đo bởi đường thẳng D và trục hoành OX và số đo của góc lập tròn đỉnh độ. Câu D, viết phương trình đường thẳng D' song song với đường thẳng D và các trục hoành tại điểm có hoành độ là 1. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành giải. Câu thứ nhất, vẽ đường thẳng D và cho biết hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên R. Thì như chúng ta đã học, hàm số y bằng ax cộng b với a khác không thì có tập xác định của nó là x thuộc r. Và chúng ta đã biết đồ thị của hàm số y bằng 2x cộng 5 đó là một đường thẳng. Mà như chúng ta đã học ở lớp 6, muốn vẽ đường thẳng thì chúng ta phải xác định hai điểm thuộc đường thẳng. Đây, bằng cách là chúng ta sẽ lập bảng giá trị. Đây, với x bằng 0, với x bằng 0 thì giá trị y tương ứng là 5. Với x bằng âm 2 thì giá trị y tương ứng là 1. Vậy là chúng ta đã xác định được hai điểm thuộc đồ thị. Điểm thứ nhất có tọa độ là trừ 2, 1. Và điểm thứ hai có tọa độ là 0, 5. Và chúng ta tiến hành vẽ hai điểm đó lên mặt phẳng tọa độ OSE. Và chúng ta có điểm thứ nhất có tọa độ là trừ 2, 1. Và điểm thứ hai có tọa độ là 0, 5. Và chúng ta tiến hành vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó. Và chúng ta có đồ thị của hàm số y bằng 2x cộng 5. Rồi, chúng ta qua phần thứ hai của câu A. Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên R. Rồi, thì theo kiến thức chúng ta đã học, hàm số bậc nhất y bằng x cộng b xác định với mọi x thuộc R. Và nó sẽ đồng biến trên R khi A dương và nghịch biến trên R khi A âm. Vì để biết một hàm số bậc nhất đồng biến hay nghịch biến, chúng ta chỉ cần căn cứ vào hệ số A. Thì ở đây chúng ta có hệ số A là 2 lớn hơn 0. Do đó, cái hàm số y bằng 2x cộng 5 này nó sẽ đồng biến trên R. Đây, đó là nội dung câu A. Chúng ta ôn về cách vẽ đồ thị của hàm số và xác định hàm số bậc nhất đó đồng biến hay nghịch biến trên R. Bây giờ chúng ta qua câu B. Đây, câu B chúng ta có nội dung như sau. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng D? Điểm M có tọa độ 1 phần 2, 6. Điểm N có tọa độ trừ 2, 3. Vì sao? Thì như kiến thức chúng ta đã học về đồ thị, một điểm M có vành độ là XM và trung độ là IM thuộc đường thẳng D. Xác định bởi công thức y bằng x cộng b khi và chỉ khi trung độ của điểm M và vành độ của M thỏa mãn cái hệ thức IM bằng AXM cộng B. Là bây giờ chúng ta áp dụng vào điểm M. Thì muốn như vậy thì chúng ta giả sử như điểm M thuộc đường thẳng D. Giả sử điểm M tọa độ 1 phần 2, 6 thuộc đường thẳng D. Xác định bởi cái hàm số y bằng 2x cộng 5 nên ta có
IM bằng 2XM cộng 5 và thế tọa độ của điểm M và chúng ta có 6 bằng 2 nhân 1 phần 2 cộng 5 và dẫn đến đẳng thức này là đẳng thức đúng. Thì nếu như đẳng thức này là đúng thì chứng tỏ là điều giả sử chúng ta đúng và chúng ta kết luận. Vậy điểm M tọa độ 1 phần 2 6 thuộc đường thẳng D Y bằng 2X cộng 5. Rồi bây giờ chúng ta qua điểm N. Thì chúng ta cũng giả sử điểm N có tọa độ trừ 2, 3 thuộc đường thẳng D Y bằng 2X cộng 5 nên ta có rồi, YN sẽ bằng 2XN cộng cộng 5 và chúng ta thế tọa độ điểm N và dẫn đến là cái đẳng thức này sai. Đúng nè, mà nếu đẳng thức này sai thì chứng tỏ là điều giả sử chúng ta không đúng, do đó chúng ta kết luận. Vậy điểm N tọa độ trừ 2, 3 không được đường thẳng D Y bằng 2X cộng 5. Đây, đó là nội dung của câu B. Bây giờ chúng ta qua câu C. Gọi AB lần lượt là giao điểm của đường thẳng D với hai trục OX, OE. Tìm tọa độ của điểm A, điểm B. Độ dài đoạn thẳng AB. Diện tích tam giác AOB. Đơn vị trên hai trục chúng ta tính bằng cm. Và sau đó chúng ta tính số đo của góc tạo bởi đường thẳng D với trục hoành OX. Và số đo của góc làm tròn đến độ. Rồi, giờ quay lại hình vẽ chúng ta thấy đường thẳng D các trục hoành tại điểm A và các trục tồn tại điểm B. Là bây giờ chúng ta sẽ xác định tọa độ của điểm A và điểm B như thế nào. Rồi, thì như chúng ta đã học thì giao điểm của đường thẳng Y bằng AX cộng B với hai trục tọa độ. Thứ nhất, giao điểm với trục hoành OX thì điểm đó sẽ có vành độ là trừ b trên a và trung độ là 0. Và chúng ta đã ghi nhớ một điểm nằm trên trục vành thì trung độ bao giờ cũng bằng 0. Không nào? Đây, thứ hai là giao điểm với trục tung. Thì chúng ta có tọa độ của điểm đó là x bằng 0 và y bằng b. Và chúng ta luôn ghi nhớ một điểm nằm trên trục tung luôn có vành độ bằng 0. Rồi, căn cứ vào điều này chúng ta dễ dàng tìm được tọa độ của điểm A và điểm B theo như công thức. Điểm A sẽ có vành độ là trừ b trên a, trung độ là 0. Điểm B sẽ có trung độ có vành độ là 0 và trung độ là b. Bây giờ chúng ta chỉ cần xác định hai hệ số a và b của cái hàm số này. Thì ở đây chúng ta xác định được là hệ số a của mình sẽ là 2 và hệ số b của mình là 5. Thì là lắp vào công thức, chúng ta xác định được tọa độ của điểm A và điểm B. Vậy điểm A và điểm B sẽ có tọa độ là trừ 2,5, 0 và điểm B có tọa độ là 0, 5. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ hai là tìm độ dài của đoạn thẳng AB. Thì độ dài của đoạn thẳng AB chúng ta thấy, chúng ta sẽ quay về hình học và chúng ta sẽ đưa vào tam giác AOB vuông đại O. Thì muốn tính độ dài AB chúng ta chỉ cần áp dụng định lý Pythagore. Thì muốn áp dụng định lý Pythagore để tính được độ dài của đoạn thẳng AB này, chúng ta phải tìm cho ra độ dài của hai cạnh OA và OB. Rồi, bây giờ căn cứ trên đồ thị chúng ta thấy độ dài của đoạn thẳng OA chính là giá trị tuyệt đối của vành độ điểm A. Và từ đó chúng ta tính độ dài OA là 2,5. Tương tự như vậy, độ dài của đoạn thẳng OB chính là giá trị tuyệt đối của IB và chúng ta tính được là 5. Rồi, sau khi có độ dài của đoạn OA OB thì việc rất là dễ dàng, chúng ta đưa vào tam giác OBA vuông tại O, áp dụng định lý Pythagore chúng ta tính được OAB của mình như sau. AB sẽ bằng căn bậc 2 của tổng OB bên và OA bên lắp số vào, chúng ta sẽ tính được là 5 căn 5 trên 2. Vậy độ dài của đoạn AB là 5 căn 5 trên 2 cm. Rồi, bây giờ chúng ta qua việc thứ hai là tính diện tích của tam giác AOB. Thì tam giác AOB là tam giác vuông, do đó việc tính diện tích của nó chỉ cần áp dụng công thức là bằng nửa tích của hai cạnh góc vuông. Đây, chúng ta lắp số liệu vào, đó là
nửa trích của hai cạnh OA và OB, và chúng ta tính được diện tích của nó là 6,25 cm vuông. Đây, bây giờ chúng ta đến việc là tính số đo của góc đo bởi trục thẳng D và trục hình OX. Thế đây chúng ta thấy hệ số A của mình là bằng 2, đó là số dương. Do đó, góc tạo bởi đường thẳng Y bằng 2X cộng 5 và trục hình OX nó sẽ là góc nhọn. A là cái góc nhọn BAO này. À, thì để tính góc nhọn BAO này, chúng ta lại quay về chương 1 của hình học chính bằng cách là áp dụng tỷ số lượng giá. Thì ở đây chúng ta tính cái góc BAO này thì chúng ta có cái cạnh đối của nó là OB và cạnh kề của nó là OA. Do đó nó sẽ liên quan tới tỷ số là trăng. Đây, và chúng ta tính được trăng của góc BAO bằng OB chia OA. Và lắp số liệu vào, chúng ta tính được góc BAO gần bằng 64 độ. Thì đó là nội dung của câu C. Rồi bây giờ chúng ta qua câu D. Viết phương trình đường thẳng D' song song với đường thẳng D và các trục hoành tại điểm có hoành độ là 1. À, thì câu quen thuộc để giải cái câu D là phương trình đường thẳng D' có dạng tổng quát là Y bằng AX cộng B. Bây giờ xác định vào hai cái giả thiết, dựa vào hai cái giả thiết người ta cho là đường thẳng D' song song với đường thẳng D và các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1, chúng ta sẽ tìm ra được các hệ số A và B. Đây, bây giờ căn cứ theo kiến thức đã học thì đường thẳng D phải song song với đường thẳng D khi và chỉ khi hệ số A của chúng bằng nhau và hệ số B của chúng khác nhau. Do đó chúng ta áp dụng điều đã học này vào câu D như sau. À, đường thẳng D phải Y bằng X cộng B song song với đường thẳng D Y bằng 2X cộng 5 thì theo bài học chúng ta sẽ có được là A bằng 2 còn B thì khác 5. Do đó chúng ta xác định được đường thẳng D' khi biết được hệ số A là Y bằng 2X cộng B với B khác 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cái hệ số B là bao nhiêu. Thì muốn tìm hệ số B chúng ta phải biết được X và Y. Rồi chưa? Thì X và Y chúng ta sẽ nằm trong cái giả thuyết thứ hai là các trục hoành tại điểm có hoành độ là 1. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác cái giả thuyết đó. Thì khi đường thẳng D phải cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ là 1. À, nó cắt trục hoành thì lúc đó như chúng ta đã học, nó sẽ nằm trên trục hoành. Mà nó nằm trên trục hoành thì luôn luôn có trung độ là bao nhiêu? À, có trung độ là bằng 0. À, còn hoành độ thì chúng ta có sẵn, do đó chúng ta xác định được tọa độ giao điểm của đường thẳng D phải với trục hoành OX như sau. À, điểm đó có tọa độ là 1, 0. Và điểm này nó sẽ nằm trên đường thẳng D phải. Mà nếu nằm trên đường thẳng D phải thì chúng ta có quyền thế tọa độ của nó vào đường thẳng D phải. À, vậy chúng ta có điểm có tọa độ 1, 0 thuộc đường thẳng D phải Y bằng 2X cộng B. Từ đó chúng ta thế vào, thế tọa độ của điểm giao điểm này vào đường thẳng D phải, chúng ta có 0 bằng 2 nhân 1 cộng B và chúng ta dễ dàng tìm được hệ số B là bằng chừng 2. Thì ở đây chúng ta có điều kiện là hệ số B phải khác 5 và chúng ta tìm ra được là B bằng chừng 2, thì là chúng ta nhận. À, vậy chúng ta đã xác định được đường thẳng D phải là Y bằng 2X chừng 2. Đây, đó là nội dung của bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 2. Cho hàm số Y bằng 4 trừ X có đồ thị là đường thẳng D1 và hàm số Y bằng 1 phần 2X cộng 1 có đồ thị là đường thẳng D2. Câu A. Vẽ D1 và D2 trên cùng một hệ trục tọa độ. Câu B. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2 bằng phép toán. Câu C. Tìm hàm số Y bằng M trừ 1X cộng 3 phần 4 có đồ thị là đường thẳng D3. Cho hàm số Y bằng M trừ 1X cộng 3 phần 4 có đồ thị đường thẳng D3.
Tìm M để 3 đường thẳng D1, D2 và D3 đồng quy. Đây, đó là nội dung của bài tập ôn số 2. Bây giờ chúng ta tiến hành giải. Đây, vẽ đồ thị của đường thẳng D1 và đường thẳng D2 trên cùng một hệ trục tọa độ. Thì việc này quá dễ dàng chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tập xác định. Và tập xác định chung của hai cái hàm số này là x thuộc R. Rồi, bây giờ để vẽ hai đường thẳng này, chúng ta sẽ lập hai bảng giá trị. Hai bảng giá trị thứ nhất, với x bằng 0 thì y tương ứng là 4, với x bằng 2 thì y tương ứng là 2. Vậy chúng ta có hai điểm thuộc đồ thị là 0, 4 và 2, 2. Rồi, chúng ta lập bảng giá trị của hàm số thứ hai. Với x bằng 0 thì chúng ta có y bằng 1. Với x bằng 2 thì chúng ta có y bằng 2. Vì chúng ta xác định được hai điểm thuộc đồ thị là có tọa độ là 0,1 và 2,2. Chúng ta tiến hành vẽ đồ thị. Đây, đồ thị có hàm số y bằng 4 giờ x. Rồi đường thẳng màu nâu. Đây, đồ thị có hàm số y bằng 1 phần 2x cộng 1 là màu xanh. Và trên đồ thị này chúng ta thấy hai đường thẳng này gặp nhau tại một điểm có tọa độ là 2,2. Và chúng ta sẽ làm cái điều để chúng ta xét coi cái câu B chúng ta giải đúng hay sai. Đây, chúng ta tiến hành giải câu B. Rồi, để tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2 bằng phép toán thì chúng ta rất là dễ dàng. Chúng ta tiến hành lập cái phương trình vạch độ giao điểm của D1 và D2. Cũng như đó là 4 trừ x bằng 1 phần 2x cộng 1. Và tiến hành giải phương trình này, chúng ta tìm được x bằng 2 và chính là vạch độ của giao điểm. Thì để tìm trung độ của giao điểm thì chúng ta có quyền thế vào một trong hai đường thẳng này. Thì ở đây chúng ta thấy đường thẳng D1 dễ dàng kính hơn. Do đó chúng ta thay x bằng 2 vào đường thẳng D1 y bằng 4 trừ x. Vậy từ đó chúng ta có trung độ của giao điểm là 2. Vậy dễ dàng chúng ta kết luận. Vậy tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2 là 2, 2. Rồi, tiến hành giải câu C. Rồi, cho hàm số y bằng m trừ 1x cộng 3 phần 4 có đồ thị là đường thẳng D3. Tìm m để 3 đường thẳng D1, D2 và D3 đồng quy. Rồi, căn cứ trên câu B thì chúng ta đã có tọa độ của giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2. Chúng ta chọn gọi giao điểm đó là điểm A, thì điểm A đó có tọa độ là 2,2. Thì quay về kiến thức đồng quy, D1, D2 đồng quy, thì như chúng ta đã học đời, ba đường thẳng đồng quy là ba đường thẳng cùng cắt nhau tại một điểm. Bây giờ nếu như chúng ta đã có D1 và D2 cắt nhau tại điểm A rồi, thì giờ để D1, D2, D3 đồng quy, thì bắt buộc điểm A này cũng phải thuộc đường thẳng D3 luôn. Và đây là cái cớ để chúng ta tìm được M. Đây. Bây giờ do điểm A thuộc đường thẳng D3, do đó chúng ta có thể thế tọa độ của điểm A vào đường thẳng D3. Vậy chúng ta có 2 bằng M trừ 1 nhân 2 cộng với 3 phần 4. Và chúng ta tiến hành dễ dàng tìm được M là 13 phần 8. Vậy M bằng 13 phần 8 thì 3 đường thẳng D1, D2 và D3 sẽ đồng quy với nhau. Đó là nội dung của bài tập ôn số 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập ôn thứ 3 liên quan đến bài toán thực tế. Bài số 3 có nội dung như sau. Bạn Việt đi xe buýt đến cửa hàng để mua X quyển tập. Giá mỗi quyển tập là A đồng. Gọi B đồng là chi phí đi xe buýt cả đi lẫn về. Hàm số bậc nhất Y biểu diễn tổng số tiền của bạn Việt phải tốn, đơn vị tính là hạt đồng, khi đi mua X quyển tập của cửa hàng đó được cho bởi đồ thị sao? Rồi, đây là cái đồ thị biểu diễn số tiền bạn đi mua X quyển tập. Rồi, câu A. Hãy dựa vào đồ thị xác định các hệ số AB mà hàm số Y. Câu B. Nếu tổng số tiền bạn Việt phải tốn là 84.000 đồng, thì bạn Việt mua được bao nhiêu cuốn tập? Chúng ta tiến hành giải.
Này cậu A, hãy dựa vào đồ thị xác định hệ số AB và hàm số Y. Thì như đã biết, chúng ta biết là cái hàm số Y này người ta cho là hàm số bậc nhất. Đây, hàm số bậc nhất Y biểu diễn tổng số tiền bằng việc phải tốn khi mua X quyền tập. Được chưa? Do nó là hàm số bậc nhất. Vậy chúng ta sẽ có, nó có dạng là Y bằng AX cộng B. Này, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đồ thị này. Chúng ta sẽ xác định được là hệ số AB là bao nhiêu. Đây thì dựa vào đồ thị chúng ta có hai điểm, điểm thứ nhất có tọa độ là 0,12 và điểm thứ hai có tọa độ là 6,36 thuộc cái đồ thị của cái hàm số Y bằng AX cộng B. Đây. Bây giờ chúng ta đã tìm được hai điểm thuộc đồ thị, thì theo kiến thức đại học, hai điểm thuộc đồ thị rồi thì chúng ta sẽ thế tọa độ của hai điểm đó vào cái đường thẳng y bằng ax cộng b. Chúng ta có được hai cái hệ thức thứ nhất là 12 bằng a nhân 0 cộng b, và hệ thức thứ hai là 36 bằng a nhân 6 cộng b, và chúng ta tìm dễ dàng tìm ra được là b bằng 12. Khi có B 12 rồi, chúng ta thế vào cái hệ thức thứ hai, chúng ta tìm được là A bằng 4. Vậy từ đó dễ dàng xác định được cái hàm số Y bằng 4X cộng 12. Rồi bây giờ sau khi có được cái hàm số Y bằng 4X 12 của cái đường thẳng mà chúng ta có trên hình vẽ, thì chúng ta dễ dàng làm câu B. Đây, nếu tổng số tiền bạn Việt phải tốn là 84.000 đồng, thì bạn Việt mua được bao nhiêu quyển tập? Đây, cái điểm trên đồ thị, được chưa? Đã có trung độ là 84, còn vành độ là chúng ta chưa có. Nhưng mà do cái điểm này thuộc cái đường thẳng y bằng 4x cộng 12, do đó chúng ta dễ dàng giải câu này. Dạ, theo đề bài đang có điểm có vành độ là x, trung độ là 84, thuộc đường thẳng y bằng 4x cộng 12, do đó chúng ta thay vào. Thì là chúng ta sẽ có cái phương trình 84 bằng 4x cộng 12. Và dễ dàng giải phương trình này, chúng ta tìm được x bằng 18. X bằng 18, vậy chúng ta có câu trả lời. Vậy bạn Việt có thể mua được 18 quyển tập với số tiền là 84.000 đồng. Dễ dàng không nè? Vậy là các em có thấy hàm số cũng được áp dụng vào việc giải các bài toán thực tế. Đây, qua ba bài tập này, đó là nội dung mà ngày hôm nay chúng ta áp dụng lại các kiến thức đã học trong chương 2 đại số liên quan đến hàm số bậc nhất. Thì thầy hy vọng rằng qua tiết ôn tập ngày hôm nay, các em đã nắm vững được các kiến thức mà chúng ta đã học trong chương 2. Và kết hợp với cái bài tập ôn kỳ trước, chúng ta nên xem lại. Và bài tập ôn ngày hôm nay, thầy hy vọng các em sẽ có những kiến thức để chúng ta bước vào kỳ thi học kỳ 1 một cách dễ dàng. Chúc các em hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 một cách tốt đẹp. Và xin hẹn gặp lại các em ở bài học sau.